Chào các bạn, mình là Tuấn Anh và tuần vừa rồi mình có tham gia vào lớp học thử của Trung tâm Mít Hoa Giao Tiếp và mình được tặng một món quà rất là đặc biệt và mọi người hãy cùng mình tìm hiểu xem món quà này là gì nhé. Đây là trang học tập của Mít Hoa Giao Tiếp và bạn có thể tìm được rất là nhiều các cái video bài giảng miễn phí ở trong cái phần video này. Khi bạn kích vào đây thì các bạn có thể thấy là rất nhiều các cái video tiếng Anh theo chủ đề hoặc là học tiếng Anh qua bài hát. Nhưng mà ở đây có một phần rất là đặc biệt, đó là phần bài tập các lớp. Và khi bấm vào thì các bạn yêu cầu phải có một cái tài khoản đăng nhập để học được cái lớp này. Và thật may mắn khi mà mình cũng đã có sẵn một cái tài khoản ở đây rồi, thì bọn mình hãy cùng nhau xem là cái tài khoản này và cái lớp học này có những cái gì bên trong nhé. Nào, đợi một chút. Đây là các cái bài tập trong lớp này, mọi người thấy là từ Unit 10 này, Unit 9, Unit 8. Và chúng ta hãy thử xem là trong Unit 1 nó sẽ có những cái gì. Đây, phần Unit 1 là cách phát âm Y dài và Y ngắn trong tiếng Anh. Thì trong tiếng Anh thì có Y dài và Y ngắn, nhưng mà trong tiếng Việt thì chúng ta chỉ có một Y thôi. Nên là chúng ta đọc rất dễ bị nhầm lẫn hai cái âm này với nhau. Và ở trong cái phần lớp học, cái phần tài khoản này thì nó có cái hướng dẫn rất là chi tiết để chúng ta có thể biết cái phân biệt giữa hai cái âm này. Và có cái hướng dẫn rất là rõ ràng về cách đặt môi này, môi đặt như thế nào, hay là hàm đặt như thế nào, lưỡi đặt như thế nào để cho phát âm chuẩn nhất. Và nếu mà các bạn vẫn còn chưa phát âm chuẩn được nữa thì chúng ta có cái video ở đây để hướng dẫn cho các bạn đọc chuẩn nhất. Và bên dưới này chúng ta có rất nhiều các từ vựng để sử dụng trong cuộc sống. Và trong cái từ vựng này thì chứa những cái âm mà chúng ta đã học ở bên trên và kèm theo những cái hình ảnh minh họa rất là dễ thương. Và mình cảm thấy là với cái tài khoản này thì rất là dễ để mình có thể học tiếng Anh. Không những chỉ có những cái kiến thức thôi mà khi các bạn sử dụng tài khoản này thì chúng ta còn có cả những cái bài tập bổ trợ nữa. Ví dụ như là trong cái phần lớp học này thì chúng ta có cả những cái bài tập bổ trợ cho tình huống giao tiếp này. Mình sẽ mở cho các bạn xem. Đây, rất nhiều, 35 bài tập về tình huống giao tiếp, phán đoán và đưa ý kiến, đề nghị xin phép hay là nói lời khẳng định và phủ định, nói về sở thích nữa. Còn có những cái bài tập về từ vựng và ngữ pháp. Nhiều bạn thì cứ thắc mắc rằng là chúng ta đã học rất nhiều các cái bài tập trong này rồi, vậy làm thế nào để đo được xem là chúng ta học đến đâu và hiệu quả như thế nào? Vậy thì ở ngay đây này có một cái phần, đó phần luyện tập, các bạn chỉ cần click vào thôi. Đấy, trong này có rất nhiều các cái bài kiểm tra từ giao tiếp cho người mất gốc, những cái bài về phát âm, về ngữ pháp, 10 buổi miễn phí cho người mất gốc, cho đến những cái bài tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, cho đến tiếng Anh giao tiếp công việc. Và đáp ứng đủ các trình độ của các bạn. Ví dụ như lúc nãy mình vừa mới học cái bài 1 đi, thì mình sẽ làm bài kiểm tra cho cái tiếng Anh giao tiếp hàng ngày ở mức level 1. Và hãy thử xem mà làm ở cái bài kiểm tra này nó sẽ như thế nào. Đây là một cái bài dạng điền từ vào chỗ trống. Và đây cũng thế. Và khi các bạn làm xong rồi, các bạn nó phần chấm điểm. Và hệ thống sẽ cho bạn biết là bạn có muốn hoàn thành bài kiểm tra này không. Và hệ thống sẽ chấm điểm cho bạn. Ví dụ như đây mình không làm gì là mình được 0 điểm, tại vì mình chưa làm gì cả. Không những chỉ cái bài tập về ngữ pháp mà chúng ta có rất nhiều các bài tập nghe. Nó có sẵn file nghe để chúng ta có thể luyện kỹ năng nghe và kỹ năng nói của mình. Từ nãy đến giờ thì các bạn đã thấy được cái sự hữu ích của cái tài khoản học online này chưa? Để nhận được cái tài khoản này thì rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần tham gia buổi học miễn phí do Trung tâm Mít Hoa Giao Tiếp tổ chức. Cái buổi học này thì hoàn toàn là miễn phí. Mình đến đấy và mình được kiểm tra năng lực miễn phí này. Mình được học thử phương pháp phản xạ truyền cảm hứng. Và mình được các anh chị tư vấn hướng dẫn rất là nhiệt tình về cái lộ trình cũng như là phương pháp học. Và trước khi mình ra về thì các anh chị có tặng cho mình cái tài khoản học online này. Và nếu các bạn cũng muốn nhận được cái tài khoản online giống như mình thì hãy nhanh tay để lại tên và số điện thoại để đăng ký tham gia khóa học tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Vừa học miễn phí vừa có quà, vậy thì tội gì không thử các bạn nhở. Hẹn gặp các bạn tại buổi học thử miễn phí này nhé.